MacBook Pro 14 inch 16 inch chạy những con chip M2 Pro cực kỳ xịn đã ra mắt rồi, nhưng mà các bạn có biết cái vấn đề là gì không ạ? Đúng rồi, giống như chúng ta dự đoán ấy, thì nó vẫn là phiên bản bình cũ rượu mới, bởi vì cái thiết kế của những dòng MacBook Pro cao cấp này mới được thay đổi gần đây thôi. Cho nên cái việc họ tiếp tục sử dụng thiết kế này thì mình không chê trách gì nhá. Nhưng có một cái điểm thôi, đây là nó vẫn dùng màn hình công nghệ mini LED, màn hình mini LED đấy các bạn ạ. Trong khi rất nhiều các dòng laptop từ phổ thông cho tới cơ bản chạy Windows đã được trang bị những công nghệ màn hình cao cấp hơn như là màn hình OLED. OLED thì cũng có OLED ZIT, OLED ZAT, OLED độ sáng thấp, OLED độ sáng cao. Nhưng mà nói chung là ở tầm giá 450 triệu như mấy con MacBook Pro này thì chúng ta xứng đáng có những cái công nghệ cao cấp hơn nữa như kiểu là OLED đúng không? Thế thì đây, hãy để mình chia sẻ cho các bạn một số những cái suy nghĩ cũng như những thông tin mình có biết được về việc là khi nào MacBook sẽ được trang bị màn hình OLED, cũng như là liệu họ có thật sự là trang bị hay không nhỉ? Mình nghĩ là không các bạn ạ. Đầu tiên là nói về cái màn hình OLED mà chúng ta đang có tin đồn là MacBook sẽ được trang bị đi. Mình nghĩ anh em đều biết rồi, màn hình OLED hiện tại gần như là nó sẽ có ưu thế tuyệt đối với những công nghệ màn hình như là LED hay là mini LED truyền thống. Và đặc biệt là trong khoảng 2 năm gần đây, mình thấy càng ngày các mẫu laptop trang bị màn hình OLED càng xuất hiện nhiều. Ngày xưa thì nó là màn hình cao cấp, nó đắt tiền các thứ thì không nói, nhưng mà bây giờ kể cả những mẫu laptop tầm trung như là cái chiếc ZenBook bản AMD này của mình này, giá của nó chỉ khoảng ngang một chiếc MacBook Air M1 thôi, đã có màn hình OLED. Mà đấy, MacBook chúng ta có cái gì? Retina, đó là cái màn hình LCD nhưng mà có độ sắc nét cao, độ sáng cao, độ chuẩn màu cao và hết. Lên tầm M2 cũng là như vậy. Phải lên tầm MacBook Pro 14 inch hay là 16 inch các bạn mới có một cái tấm nền là mini LED. Cái ngưỡng giá đấy là trên 40 triệu rồi, quá là đắt đỏ. Hiện đây mình cũng sẽ để một đường link ở dưới phần mô tả video. Các bạn quan tâm tới MacBook Air 2020 chạy chip M1 phiên bản Base đang có giá tốt là khoảng 21.290.000 này, thì có thể click ngay vào đường link đó để tham khảo tại Di Động Việt nha. Di Động Việt là đại lý ủy quyền chính hãng của Apple. Máy móc của Apple các bạn mua tại đây thì cứ yên tâm về mặt là hàng chính hãng, bảo hành hay là hậu mãi thì rất là đảm bảo. Như là MacBook M2 thì giá bản Base bắt đầu là từ 26 triệu này. Thậm chí cái màn mini LED đấy nó cũng không so sánh được với màn OLED, bởi vì với bản chất công nghệ của nó là từng điểm ảnh ở trên màn hình có thể tự bật sáng và tự thay đổi màu sắc. Cho nên cái tấm màn OLED này sẽ mang lại cho các bạn một cái khả năng là có màu đen cực kỳ sâu, bởi vì nó tắt hẳn điểm ảnh đi, không còn sáng nữa thì nhìn ra màu đen luôn. Độ tương phản cao hay là những cái màu sắc của nó cũng sẽ rất là tươi tắn và rực rỡ. Một điểm hay nữa của tấm nền OLED này là nó có thể uốn dẻo lại, cho nên các bạn thấy đấy, chúng ta có những cái chiếc như là Asus 17 Fold OLED mình đã review rồi, nó là một cái tấm nền OLED và mẻ gập lại tạo ra một chiếc laptop mà có cái màn hình gập. Hay là CES 2023 vừa rồi có rất nhiều những cái concept của Samsung Display hay là nhiều thương hiệu họ có làm những cái màn hình cuốn gập cuộn các thể loại luôn. Ngoài ra do không cần phải trang bị cái phần đèn nền thông thường giống như màn hình LCD, cho nên là những cái tấm nền OLED này có thể được làm rất rất mỏng. Và do đó các bạn có thể thấy những cái phần màn hình của laptop mà có màn hình OLED này, hay là đặc biệt các bạn nhìn vào điện thoại trang bị những cái tấm nền OLED này đi, nó thật sự là mỏng luôn. Và anh em là mình đi sửa điện thoại ấy, anh em sẽ thấy người ta tháo cái tấm màn hình ra, nó chỉ mỏng dính như thế này thôi, nó được ứng dụng vào giúp giảm trọng lượng, giảm kích thước, tạo nên những cái thiết kế laptop hay là điện thoại mới rất là phù hợp với cả cái xu hướng bây giờ. Nhưng mà tại sao Apple mãi không chịu trang bị màn OLED nhỉ? Rõ ràng là những cái công nghệ màn hình này bây giờ đã hoàn thiện và đã có các hãng đi trước để thử nghiệm cho họ rồi mà. Thì đây, OLED nó vượt trội so với cả LED hay là mini LED, nhưng mà không phải là nó không có điểm yếu. Và mình nghĩ cái điểm yếu này chính là cái điểm yếu chí mạng nhất mà Apple không muốn dính vào, đó chính là về độ chính xác của màu sắc. Kể cả những cái tấm nền OLED cao cấp mình đã có sử dụng, màu đen sâu thì nó cũng đi kèm với một thứ, đấy là nhiều lúc mình thấy màu nó bị tươi, nó bị rực và nó dễ bị sai màu quá. Và các bạn mà muốn có màu sắc chính xác thì gần như là chắc chắn sẽ phải cân chỉnh lại màu sau khi các bạn mua máy về. Đặc biệt OLED chữ O là organic, là màn hữu cơ các bạn ạ. Chất lượng của nó sẽ có bị ảnh hưởng bởi thời gian. Là anh em nào dùng thì đều biết là nó còn có cả lỗi burn in bóng mờ ấy. Gần đây trên iPhone 14 Pro đã có cái hiện tượng đấy rồi. Thế thì nhìn lại những cái công nghệ màn hình mà Apple đang quyết định là sử dụng thay vì là OLED đi. Họ sử dụng màn Retina bình thường ở trên các dòng MacBook Air hay là iPad thông thường là màn LCD nhá. Cao cấp nhất họ có sử dụng là màn mini LED, mini LED ở trên MacBook Pro 14 inch, 16 inch và iPad Pro 12,9 inch. Thì bản chất hai cái màn hình này công nghệ nó khá là tương đồng với nhau. Các bạn sẽ có một cái lớp điểm ảnh ở phía trên. Nó có khả năng thay đổi màu sắc nhưng mà nó không tự phát sáng ra được, mà các bạn sẽ cần một cái ánh sáng ở phía dưới hắt xuyên qua những cái lớp điểm ảnh đó và chạm vào mắt các bạn thì các bạn mới thấy màn hình nó sáng lên. Và mini LED như tên gọi của nó ấy, thì là lúc những cái bóng LED hắt sáng này được thu nhỏ kích thước của nó lại. Bình thường những cái bóng LED để hắt sáng này nó sẽ có kích thước là khoảng 1000 micromet, tức là khoảng 1 mm ấy. Còn mini LED thì những cái bóng sáng của nó chỉ còn là khoảng 200 mm mà thôi. Và do vậy thì các hãng sản xuất, ví dụ như là Apple, có thể sắp xếp rất rất nhiều bóng LED ở phía dưới cái tấm nền hiển thị
qua đó thì tạo nên những cái vùng hắt sáng riêng thay vì chỉ là một vài bóng led làm sáng cả cái màn hình như vậy, tạo nên những cái vùng local dimming, tức là những cái vùng làm sáng nền nhỏ, và nó có thể tắt những cái vùng đó đi tùy thuộc vào dạng nội dung hiển thị ở trên màn hình. Cho nên những cái màn hình mini LED cao cấp như kiểu là MacBook Pro 14 inch và 16 inch ấy, thì khi các bạn xem phim hai cái phần viền trên dưới màu đen ấy, những cái bóng led ở đằng chỗ đấy nó sẽ tắt hết đi luôn và tạo ra một cái màu đen rất là sâu, gần như là tương đồng với cả màn hình OLED. Tất nhiên ở đây vẫn chỉ là những cái vùng phát sáng thôi, chứ chưa đến mức là từng điểm ảnh tự phát sáng như công nghệ màn hình OLED, cho nên nó vẫn có một số những cái vấn đề như kiểu là bị leak ánh sáng ra khi mà một vùng có độ sáng quá cao lại đang được bật ngay bên cạnh một vùng đang tắt ánh sáng. Ví dụ như là các bạn xem những cái thước phim trời tối mà có mặt trăng ấy, xung quanh trời tối mù, ở giữa một mặt trăng rất sáng thì những cái phần sáng xung quanh cái viền mặt trăng đấy nó sẽ bị hơi lờ nhờ, nó còn là tràn sáng đấy. Nhưng mà để so với màn hình OLED thì Mini LED vẫn còn quá nhiều những cái lợi điểm khác nữa của nó. Ví dụ như là độ sáng đạt được có thể sẽ là cao hơn, lên tới thậm chí là 5000 nits, chứ như mấy cái con iPhone 14 Pro Max màn hình OLED bây giờ pick kinh lắm là cũng được đến 2000 nits. Mà đấy là pick ở một vùng, ở một cái nội dung trong một số điều kiện nhất định thôi nhá. Rồi nó sẽ không bị những hiện tượng bóng mờ lưu ảnh kiểu burn in hay là ghosting giống như là màn OLED mà mình đã chia sẻ từ nãy. Và đặc biệt nhất là nó có độ chuẩn sắc màu cao vốn có ở trên các màn hình LCD thông thường. Rồi, vậy thì chúng ta đang có những cái gì ạ? Một công nghệ màn hình OLED rất là đỉnh cao nhưng mà Apple quyết định là không trang bị. Và Apple lại còn thể hiện ra một cái hướng đi của họ, đấy là hướng tới những cái gì nó bền bỉ, nó chuẩn màu. Những cái màn hình nó không cần phải quá là công nghệ đỉnh cao OLED này nọ, mà họ quan trọng nhất là phải ăn chắc mặc bền giống như những cái dòng MacBook lâu nay của họ. Thế thì hướng đi của họ là gì nhỉ? Mình nghĩ với cái tin đồn MacBook có màn hình OLED này, nó sẽ chỉ có thể xảy ra trong một cái trường hợp, đấy là khoảng 7 năm nữa Apple không có khả năng tạo ra một cái công nghệ màn hình đỉnh cao hơn mini LED, đó là micro LED thôi. Một cái bóng LED ở trên màn hình micro LED này nó chỉ có kích thước từ 50 cho tới 100 micromet mà thôi. Với những màn hình kích thước lớn ấy thì thậm chí là một bóng LED này sẽ có kích thước gần tương đương với cả một cái pixel hình ảnh bình thường rồi. Nghe thì sướng nhở, màn hình màu đen sâu như OLED, độ bền hơn màn hình OLED, độ sáng cao hơn màn hình OLED, lại còn chuẩn sắc màu hơn màn hình OLED, thì rõ ràng micro LED nó mới là cái công nghệ đỉnh cao của tương lai mà mình nghĩ là Apple đang hướng tới. Ngoài ra, theo một số thông tin từ nhà phân tích Rothschild, thì vào năm 2024 Apple sẽ ra mắt những cái chiếc Apple Watch có màn hình micro LED. Đấy, Mark Gurman thì bảo 2024 là có iPhone màn micro LED và tỷ lệ chính xác của Rothschild thì gần như là tuyệt đối luôn. Thế thì đấy, 2024 sẽ có mặt ở trên Apple Watch, có thể 2 cho tới 3 năm sau là khoảng 2027 có mặt ở trên iPhone, và có thể nữa sẽ có mặt ở trên MacBook, mà chắc chắn là sẽ là MacBook Pro trước, rồi sau đó mới mang những công nghệ này quay trở lại với MacBook Air và MacBook thông thường rồi. Thì mình nghĩ trong cái khoảng thời gian 7 cho tới 8 năm tương lai như vậy, Apple cũng sẽ không làm màn OLED ở trên MacBook đâu. Đấy vẫn là quan điểm cá nhân của mình thôi. Còn các bạn nghĩ sao? Đừng quên để lại comment ở bên dưới nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chắc là khoảng 2 năm nữa là sẽ có màn mini LED trên mấy con MacBook Air thông thường ấy. Xong rồi khoảng 7 năm nữa là có micro LED thì chắc phải như thế, không có màn OLED đâu.